người cú sẽ lại khiến đội bóng của Bầu Đức thêm lần nếm trái đắng. Đang là chân sút thống trị tuyệt đối ở V-League, Di Mario hứa hẹn sẽ có màn làm khổ đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai như rất nhiều lần chạm trán trước đây. Sau chuỗi trận tưng bừng với 5 trận toàn thắng ngay sau khi V-League trở lại hồi gần 3 tháng trước, Hoàng Anh Gia Lai đang rơi vào bế tắc khi không thể tìm nổi dù chỉ một chiến thắng ở 4 trận đấu gần đây nhất, bắt đầu từ trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội và ngay sau đó là trước chính câu lạc bộ Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku. 4 trận đấu ấy, họ đánh rơi tổng cộng đến 10 điểm và nếu toàn thắng cả 4 trận, vị trí của họ bây giờ đang là chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng V-League, chứ không phải giữ bảng như hiện tại. 4 trận đấu gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai đều mất điểm, song không trận đấu nào họ để thua với cách biệt quá một bàn. Nhìn một cách tích cực, chỉ cần có một tí là họ đã có thể có được kết quả tốt hơn. Thậm chí ở trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Sài Gòn, bàn gỡ của đối thủ chỉ đến ở những giây bù giờ của trận đấu. Có lẽ chính vì lý do đấy nên huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra khá tự tin và quyết tâm trước trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray chiều nay, để hướng đến một trận thắng nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng cũng như tâm lý của các cầu thủ phố núi. Nhưng quyết tâm là một chuyện, còn liệu có lành lặn rời sân Lạch Tray hay không lại là chuyện khác. Ở trận lượt đi, người cú Di Mario đã khiến cả sân Pleiku phải câm lặng. Với cú ngác cực đẹp xỏ mũi cả Hữu Tuấn lẫn trung vệ ngoại binh người Hàn Quốc mới của Hoàng Anh Gia Lai để rồi đánh bại thủ thành Tuấn Linh trên chấm 11m. Hơn nửa tiếng sau, Di Mario thêm lần khiến người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai phải vào đầu bứt tai với pha đột phá khiến thủ thành Tuấn Linh phải cản người trái phép trong vòng cấm địa. Tiếc cho cựu ngoại binh của đội bóng phố núi khi cú đá phạt đền thứ hai của anh lại tìm đến đúng cột dọc. Song rốt cuộc cú sút trái phá của Joseph ở phút 78 đã kết liễu đội bóng phố núi ngay trên thánh địa của mình, đưa Hải Phòng bay cao. Kể từ trận thắng ấy, Hải Phòng vẫn đang bất bại, thi đấu với phong độ cực kỳ thuyết phục, xứng đáng với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League mùa này. Quay lại trận đấu trên sân Pleiku, dù cho Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi bàn bật khá nhịp nhàng, song chiến thuật tấn công của họ bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự tinh quái của hàng thủ đội khách, trong khi đó đội bóng thành phố càng chơi cực kỳ thuyết phục. Với những đòn tấn công tối tăm mặt mũi dựa vào năng lực vượt trội của các ngoại binh chất lượng cao cùng sự dày dặn kinh nghiệm của những cầu thủ tên tuổi như Hải Huy, Tiến Dung, Triệu Việt Hưng, huấn luyện viên Kiatisak rất kỳ vọng và đánh giá cao các học trò của mình ở trận đấu này, song giới chuyên môn thì không nghĩ thế. Các nhà cái châu Á đã ra kèo một ăn 1,72 cho cửa Hải Phòng thắng, một ăn 3,74 cho cửa hòa và một ăn 4,22 cho cửa đội bóng phố núi đem về chiến thắng. Có thể thấy cửa thắng của Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này là rất thấp. Như thường lệ, ở đợt tập trung đội tuyển mới nhất, có đến 6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Song ngoài Văn Toàn ghi được bàn thắng giải tỏa cơn khát hơn 5 năm của mình, cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều gây thất vọng, trong khi Văn Thanh và Xuân Trường không ra sân phút nào. Giờ đây, Zico Thái chỉ còn biết trông chờ vào phong độ của Văn Toàn. Song trước một Di Mario đang cực kỳ vào form và luôn thi đấu xuất sắc mỗi khi đối mặt với đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng của Bầu Đức xem chừng sẽ lại phải nhận thêm lần thua nữa. Dự đoán, Hải Phòng 2-0 Hoàng Anh Gia Lai.